Nhiều anh em cứ hỏi loa tép có lời ca sĩ không. Anh em hãy xem hết video của Lưu Bắc Cạn nha. Đây là hôm nay mình lọc cho anh em một cái bản karaoke là thiếu giọng nam này. Đấy, có nghĩa là chỉ có giọng nữ hát thôi. Khi đến lượt giọng nam thì nó sẽ không có lời ca sĩ ra tép. Nên mình test video tép nhá, anh em xem nhá. Hiện tại bây giờ là đang giọng nam. Đấy, đây là bản karaoke thiếu giọng nam. Đấy, hôm nay mình test riêng âm tiếp cho anh em nhá. Đấy, có rất nhiều anh em có hay hỏi bắt đầu người nữ hát. Đấy, anh em chữ màu đỏ chưa? Đấy, ok chưa? Loa tép có lời hay không là do bản gốc. Anh em nên nhớ một điều trong đầu như thế. Có rất nhiều anh em cứ hỏi. Đấy, đến lượt giọng nam thiếu rồi. Đấy, thiếu giọng nam đây. Đấy, chỉ có nhạc thôi. Đấy, chỉ có tép thôi. Đấy, nha. Đấy, đơn giản nên rất nhiều anh em không hiểu được. Bắt đầu giọng nữ hát. Hôm nay mình làm một cái thực hành rất chi tiết cho anh em rồi. Đấy, kể cả loa súp đây thôi. Rồi, tôi đã gặp một vài trường hợp rồi, rất nhiều rồi. Bảo chú phải lọc cái lời ca sĩ từ tiếng súp ra thì anh mới mua súp cơ. Thế thì chịu. Đấy. Tất cả các loa này, loa súp này, loa chung, loa bát, loa tép này. Đấy. À, có lời hay không là do bản gốc, có lời ca sĩ hay không là do bản gốc. Đấy nhá, anh em mình xem kỹ cái video này. Đến lượt giọng nam đáng thiếu. Đấy nhá. Giọng chữ chạy nhưng mà không có lời đúng không? Không có lời ca sĩ đúng không? Đấy, đây nhá. Rất nhiều anh em cứ hay hỏi cái câu này. À, tép có lời ca sĩ không? Đấy. Bây giờ đến lượt ca sĩ hát rồi. Đấy. Tép có lời hay không? Súp có lời hay không? Có lời ca sĩ không là do bản gốc. Anh em nên nhớ một điều như thế. À, bây giờ phải chú phải lọc được cái tiếng ca sĩ từ loa tép ra thì anh mới mua cơ. Chứ còn tép có lời ca sĩ thì anh mua làm đếch gì. Đấy. Hôm nay mình sẽ giải mã cái câu hỏi này cho anh em. Hôm nay mình sẽ test riêng mỗi cặp tép của 1.500.000 cho anh em nhé. Đấy, bây giờ là đang bản này là bản karaoke thiếu giọng nam đúng không? Đấy, chữ màu xanh đang chạy kìa. Đấy, để riêng âm tép không nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, hôm nay mình làm cái video để giải mã câu hỏi loa tép có lời ca sĩ không. Đấy, cái đơn giản cho anh em hiểu. Ok nhá.